Vâng. Chặt con vịt trước, chặt cái thớt kia nó to. Chặt con vịt, mổ cái bụng nó ra trước nhỉ. Xong cái này do làm hai đĩa, đủ cái nước của nó phải kiếm nhiều lắm mới vỡ. Để cháu lấy cái bát thôi. Lấy cái bát đi. Bát to. Đây, đủ nước của nó ra cái bát này. Đây, cho ra cái bát này, giấy nào? Lấy cái giấy, cái giấy tốt hơn, lại bảo là lấy cái giấy này. Đi thấm nước à? Ngay như đấy thôi. Đấy, em đấy. Mình được phát bảo mình có thể để ấm chỉ. Thơm lắm cô nhỉ, cô nhỉ, mùi lá bóng mật này. Đã được một đĩa rồi. Đưa cho cô, đưa 6 cái đĩa đây, cháu đưa cho bố cháu. Rồi.
Bắn đâu luôn. Đâu vào cái bát vừa xong cái bàn. Chứ thì đi kiểu gì ấy, bây giờ chưa thấy lên thật thôi. Hôm đấy là 9 giờ hơn nhỉ? Yeah. Ừ. Bây giờ chỉ đi khoảng 1 tiếng 45 phút thôi. Có pháo đâu ấy chồng. Thì anh Minh người ta đốt chứ sao? Không. Ô, trên này vẫn hay tốt. Cái này là để ở đâu nhỉ? Cái đĩa này để ở đâu? À rồi, thế để con B đưa cháu, cháu B trực tiếp tay lên được. Ừ, lên tay đây. Đây, dĩa thứ hai đây. Yeah.